Lê chỉ là cái người ngoài cuộc thôi, chị Lê không phải là người trong cuộc. À, làm YouTube á, mà bị người ta thư kiện vậy làm YouTube chị các bạn, bỏ luôn cái kênh, dẹp luôn cái kênh đó luôn đi. Và mình cũng nghe nói có một số người cũng đang muốn thư kiện hàng Kali đó, có một số nha. Có một số người đang muốn á, nhưng mà họ chưa có muốn làm thôi. Con hàng Cali, và bây giờ con hàng á tháng sau á đã phải đi ra tòa lại rồi, thì cái tòa kỳ này á cũng 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 khá cũng khá khá lớn đó nha, chứ không phải dễ đâu nha. Trên này đọc ở trong đó rất là rõ, và trên này cũng không dám nói ra, tại vì trên này sợ nói ra họ chuẩn bị trước nha. Chính xác. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mà những gì mà Jenny đọc được á, thì họ cũng nhận những cái sách giấy tờ đó đi hình như vậy luôn, chứ không phải là không nhận đâu, tại những cái sách giấy tờ đó là tòa gửi tới nha, cho những cái sách giấy tờ đó rất là dày. Tôi nói là tiếng Anh không, Jenny không biết là họ có hiểu hay không, nhưng mà Jenny đọc á, thì Jenny hiểu rõ và hiểu cái tầm quan trọng nó như thế nào luôn quý vị. Không, nó không đơn giản đâu. Có nhiều khi á, nhiều người á, họ có lỗi á, họ lên. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay là sáng thứ tư, 17 tháng 4 năm 2024. Thật là bất ngờ, chị Lê có xem được một vài video của một số YouTuber. Họ chia sẻ rằng là hàng Cali sắp sửa có một cái tòa án kế tiếp vào tháng 5, tức là tháng tới các bạn. Đây là một cái đề tài rất là nóng, và chị Lê nhận được và xem được những video đó. Chị Lê không có biết cái điều này có thật hay là không, nhưng mà qua ba bốn cái YouTuber đó có chia sẻ về vấn đề này, cho nên chị Lê đã nghe được cách đây cũng khoảng gần một tuần rồi. Thì bữa nay chị Lê mới rảnh lên video này chia sẻ cho tất cả các bạn, các quý vị anh chị em. Thì đề tài của hàng Cali về vấn đề tòa án các bạn, lúc trước thì năm ngoái hàng Cali cũng bị ra tòa 2 lần rồi, về những người vô gia cư đó, về em Cường nè, anh Mía nè, chú Xuân nè. Đó thì ba người đó đã lên tòa với lại hàng Cali, nhưng mà tòa án đã dismiss cái case đó các bạn, dismiss. Và trong khoảng thời gian đó thì những người mà thưa hàng Cali thì họ không có luật sư. Nhưng mà lần này mà chị Lê không biết cái tòa án này là ai, là người đứng ra thư kiện hàng Cali. Mình cũng có nghe một số YouTuber nói cái người mà đang thưa hàng Cali á, người này rất là bí mật, và cái tòa án lần này rất là lớn hơn cái lần trước, và họ có luật sư, hình như là họ có luật sư các bạn. Thì nếu mà các bạn mà thưa ai mà không có luật sư là chắc chắn, đương nhiên là bạn chắc chắn là bạn không có nắm đằng cái, chắc chắn là bạn không không có thắng nổi đâu, bạn thua là chắc chắn là 70% rồi đó. Chị Lê xin khẳng định vậy luôn. Thì cái lần này mà hàng Cali bị thưa thì tòa án lần này nghe nói là rất là lớn, và nó có cái tầm quan trọng của nó. Và chị Lê có nghe được một cái livestream của bầu show Jenny, đó là Jenny Đinh, có một lần nói chuyện lại em Kim Cương ở Việt Nam, có cái kênh gọi là Jenny Thủy Đinh gì đó các bạn. Thì các bạn nào mà rảnh thì có vô đó, có vô cái video đó các bạn có thể xem. Mình không dám nói tên cái người mà đang thư kiện hàng Cali nha. Mình cũng không biết cái người đó là ai hết trơn á, cho nên cái việc này là cái việc mình chỉ biết là thôi, chứ cho nên Chile không phải là người trong cuộc đó các bạn. Thì đó là cái tin rất là bất ngờ Chile nhận được cách đây cũng khoảng vài hôm rồi, và Chile cũng có xem cái video của Jenny Đinh Thủy Kim Cương gì đó, có livestream đó bạn, và một vài YouTuber khác cũng nhắn tin cho Chile đó. Đây là cái điều rất là bất ngờ, chị Lê không thể nào tả nổi được á, vậy đó các bạn. Thì một chút nữa chị Lê cho các bạn nghe cái phần livestream của chị bầu show Jenny Thủy Đinh. Các bạn.
Đây là ly cà phê thứ hai các bạn. Nãy mình uống hết một ly rồi. Sau khi mình dậy sớm á, tập thể dục thể thao rồi mình ăn sáng một chút. Và mình đã uống ly cà phê thứ nhất và bây giờ ly thứ hai, tại vì mình còn nhiều cà phê á, uống tiếp. Xin mời bạn uống cà phê nha. Cà phê mình pha còn ngon hơn là cà phê trong tiệm nó bán. Chị Lê có chia sẻ cho các bạn một cái video trước đó khoảng một hai ngày đó mình mua cà phê ở ngoài tiệm, cái tiệm như là cà phê của cái thương hiệu của Pháp, uống không ngon, lạt lẽo à. Chị Lê pha ở nhà còn ngon hơn ngoài tiệm nữa. Ok, xin mời các bạn nghe cái phần livestream của chị Bồ Sô Chai Nì với lại em Kim Cương ở Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên thằng cò kêu đâu nha, mà hình như á theo như trên này biết á là năm vừa rồi á thằng bị kêu tòa hình như là một lần thì phải, một lần thì phải á, hình như một hay hai lần á, Hai lần lần các bạn. lần này á thì sắp sửa rồi tháng sau rồi đó quý vị. Trên trên này xin á là không không nói ngày nha, tại vì trên này cũng giống như là mình phải tôn trọng cái người mà họ kiện á quý vị, tại cái người kiện á cho nên không có muốn nói tên nó là cái người kiến cái người nào kiện, để từ tới cái ngày đó rồi quý vị sẽ biết, tại thế nào cũng đưa lên mạng nha, tại vì mình đi ra tòa mà nó rất là quan trọng nha. Như trên này cũng xin nói một điều á là Chính xác các bạn, nhưng mà các bạn kiện ai đó thì những cái thông tin các bạn nói chuyện với lại luật sư á, thì luật sư cấm bạn không có được tung ra cái tin tức của bạn với lại luật sư đang bàn luận những cái chuyện gì cho người ta nghe. Đó là cái lời khuyên của luật sư nha các bạn, bạn phải theo dõi, tại vì hồi xưa chị Lê cũng đi kiện người nào đó cũng một hai lần đó, hai lần trong khi từ khi mà chị Lê tới Mỹ này, chị Lê kiện những người mà mướn nhà đó, không trả tiền rồi quỵt nữa, chị Lê kiện hai người nha, thì luật sư của chị Lê cũng nói rằng là không có được tung cái những tin tức này ra cho những người khác nghe hoặc là cái đối tác nghe được đó. Điều này là đúng thôi các bạn. coi như là trên này cũng đọc được và biết được những cái phần đó, đọc 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 rất là rõ ràng, cũng biết rõ lắm đó quý vị, đọc rõ lắm, cho nên trên này biết như vậy thì trên này nghĩ rằng á là đây cũng là ý trời rồi quý vị. Đó thì qua cái lời chia sẻ của chị Bồ Sô Thủy Đinh, Jenny Thủy Đinh đó, thì cô ta nói rằng là những cái tin tức mà bạn đã bàn luận với lại luật sư đó, thì hình như là vậy các bạn, những cái tin tức quan trọng đó không có được leak ra bên ngoài, tức là không có cho đối tác nghe và những cái cộng đồng mạng nghe đó, tại vì người ta sẽ bàn luận rồi nói trái chiều này nọ, rồi cái phía bên kia người ta có thể nghe được, người ta có thể có cái phương hướng, người ta có thể tránh đỡ. Đó là cái luật của luật sư mình căn dặn nha các bạn. Đó. Sau đây chia lên cho các bạn xem tiếp cái phần kế nữa. Những là những cái đồng tiền mà chị này nói nhiều á thì quý vị biết rồi, chị này nghĩ rằng á không chạy khỏi đâu, tại vì chị này tin một điều chạy trời á không khỏi nắng đâu quý vị, không khỏi nắng đâu. Chị này cũng không ngờ á là cái sự việc đó nó đến sớm như vậy nha, chị này cũng không ngờ luôn á, nhưng mà tôi nghĩ rằng rằng á cái người á mà khống chế á cho phi vụ á mà nó xảy ra nông nổi như vậy là con hàng Kali, và bây giờ con hàng á tháng sau á nó phải đi ra tòa lại rồi, thì cái tòa kỳ này á cũng 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 khá lớn đó nha, chứ không phải dễ đâu nha. Trên này đọc ở trong đó rất là rõ, và trên này cũng không dám nói ra,
tại vì trên thì sợ nói ra họ chuẩn bị trước nha. Đúng rồi. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mà những gì mà trên thì đọc được á, thì họ cũng nhận những cái sách giấy tờ đó đi hịch đi lại luôn, chứ không phải là không nhận đâu. Tại những cái sách giấy tờ đó là tòa gửi tới nha, cho những cái sách giấy tờ đó rất là dày. Tôi nói là tiếng Anh không, trên này không biết là họ có hiểu hay không, nhưng mà trên này đọc thì trên này hiểu rõ và hiểu cái tầm quan trọng nó như thế nào. Quý vị, không, nó không đơn giản đâu. Có nhiều khi á, nhiều người á, họ có lỗi á, họ lên mạng á, họ nói á, làm như là không có gì hết, nhưng mà cái đó là quý vị tin đi, lấy giải thư che mắt thánh thôi, nhưng mà thật ra họ làm như vậy thôi. Nhưng mà lỗi là lỗi, luật là luật, không có chạy được đâu. Đó các bạn, đó là cái lời chia sẻ của chị Bộ Xô Trang Thị Đinh. Thì chị ta nói rằng là cái tòa án lần này có cái tầm quan trọng và lớn, chứ không có nhỏ đâu bạn. Đó. Thì lúc trước chị Lê cũng có xem qua một cái lần livestream của chị Bộ Xô Trang Thị Đinh với lại em Kim Cương á. Thì chị ta cũng có ngỏ cái lời rằng là họ sẽ, chị ta sẽ khởi kiện Hằng Kali và Phi Vũ. Nhưng mà cái việc mà cô ta làm á, thì nghe nói rằng là cô ta sẽ xem sao, cô ta chưa có làm gì hết. Thì chị Bầu Số này á, chị xem sao cái tòa án lần này á ra sao rồi chị mới quyết định có nên thưa hay không. Theo ý chị ta nói trên cái livestream này các bạn, thì chị ta muốn coi trước. Và cái lần mà tòa án này thì nghe nói là chị ta cũng có trong mặt trong tòa luôn đó. Theo cái lời chị ta chia sẻ vậy đó bạn. Thì cái việc mà cái người mà thư kiện Hằng Kali lần này là cái người giấu tên, không có ai biết á. Thì nghe nói là lần này là họ thư kiện cái lần thư kiện lần này rất là quan trọng và nó có cái tầm quan trọng rất là lớn. Và hình như là họ có luật sư các bạn, mình không biết nha, chị Lê không có, mình không phải là người trong cuộc cho nên chị Lê chỉ đoán vậy thôi. Mà mình nghĩ rằng là họ sẽ có luật sư đó. Lần trước là Hằng Kali cũng bị người ta kiện, ba người vô gia cư kiện đó, những người vô gia cư này không có luật sư. Cho nên họ bị đuối lý, bị tòa án họ bác bỏ cái đơn kiện về vấn đề restraining order đó. Và lần này mình nghĩ rằng là cái cuộc thư kiện lần này mình không biết ai thưa nha, nhưng mà thưa về cái việc gì chị Lê không có biết. Chị Lê chỉ biết rằng là cái lần thư kiện lần này vào tháng tới, tức là tháng 5, và họ không có cho biết luôn cái ngày mà để thư kiện, để cái đối tác bên kia họ sẽ chuẩn bị đó. Thì chị Jenny Đinh nói vậy cũng đúng thôi đó. Thì Hằng Kali làm về cái nghề YouTube đó, kiếm tiền. Thì lúc trước thì Hằng Kali cũng kiếm rất là nhiều tiền và ai cũng thích đó. Mà sau này vì cô ta làm việc như là không có hài lòng khán giả, rồi chửi bới, rồi bóc phốt ai mà không nghe lời, bóc phốt những người đó, rồi làm cho cộng đồng mạng phản cảm, người ta phản cảm, người ta nói lời, người ta lên những cái video của chính những người mà khán giả người ta muốn phản nói lại đó, người ta lên video, người ta làm video. Và cũng có một số kênh phản biện cũng nói về vấn đề Hằng Kali, về kinh doanh từ thiện. Thì chị Lê cũng nhận ra, thức ra cái điều này rồi lúc cách đây khoảng 1.5 năm các bạn. Từ khi chị Lê xem được cái video về Hằng Kali đi quay phim của bà vô gia cư ở trên lề đường có cái liều bạn và cầm cây dù vậy đó. Chị Lê cũng có làm một vài video nói về vấn đề người vô gia cư này. Và sau cái video của Hằng Kali quay cái người vô gia cư này là từ ngày đó cho đi, chị Lê cảm thấy có cái điều gì sai sai. Chị Lê theo dõi luôn. Chị Lê cũng không ngờ là Hằng Kali làm những cái việc đó. Và rất là phản cảm luôn. Những người vô gia cư bị quay phim người ta không bằng lòng, người ta chửi.
ta chửi rất là nhiều các bạn. Đó, cũng có một số người vô dư gia cư ở dưới cái suối đó đó, cũng chửi lại thằng Cali về vấn đề anh gì, anh Kỵ gì đó, anh Kỳ gì đó, chửi quá trời luôn. Về cái việc mà mua cái xe gì đó, xe hơi gì bạn, anh Kỳ gì đó. Đó, chị Lê cũng có xem được video đó. Và qua một số người vô gia cư cũng bị thằng Cali bóc phốt. Sau một thời gian đưa họ về nhà ở trên núi, là cái nhà mà đầu tiên mà thằng Cali đã có cho họ vào trong nhà ở đó. Rồi sau này họ bị đuổi ra ngoài. Và cũng có một số thành phần tự động ra ngoài ở luôn, không có muốn ở trong cái nhà thằng Cali nữa. Cũng có cái lý do của nó các bạn. Và trong khoảng thời gian đó là có anh Mía nè, em Cường nè. Rồi em Cường thì không ở nhà đó, em Cường thì ở ngoài thôi. Em Cường được sự giúp đỡ của thằng Cali trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà sau này em Cường cũng bị thằng Cali bóc phốt. Và cũng có một số người nói rằng là em Cường gọi là gì, ăn cháo đá bát gì đó. Mình không có biết về cái hoàn cảnh với lại cái bối cảnh lúc trước của em Cường với lại thằng Cali ra sao nha. Mình chỉ xem những cái video đó, mình chỉ phân tích vậy thôi, nhưng mà mình không biết về cái lịch sử làm sao, cho nên mình không có dám chia sẻ về vấn đề em Cường. Nhưng mà vấn đề em Cường thưa thằng Cali cũng có cái lý do của nó, về vấn đề cái quyền riêng tư và cái danh dự của hình ảnh của em Hằng ở trên hình ảnh của em Cường trên cái cộng đồng mạng xã hội. Cũng vì lý do đó mà em Cường không có tìm được việc làm khi em Cường ra khỏi cái sự giúp đỡ của thằng Cali đó. Rồi anh Mía nè, em Cường nè, Alice cũng là một diễn viên không đồng của thằng Cali cách đây cũng khoảng gần hơn 3 năm. Em Sĩ nè, Sĩ cũng khoảng vài tháng. Trong đó anh Quyền hiện giờ ở bên đã qua tiểu bang New York nhờ Huệ Trung giúp đỡ đó. Rồi anh Hùng Lai. Rất là nhiều diễn viên không đầu nha bạn, rất là nhiều diễn viên người ta cũng bỏ ra đi hết, và trước khi người ta ra khỏi nhà thằng Cali á, người ta cũng bị bóc phốt đó các bạn. Thì cũng có một số khán giả vào cái kênh của Chi Lê bình luận rằng là ông này nói chuyện tào lao và cũng có một số người nói rằng là sao không làm giống như thằng Cali đi, tại sao mà ông lên đây phản biện làm gì. Những người này các bạn, mình thấy vô duyên thì á. Tại sao Chi Lê phải làm giống như thằng Cali kia vậy? Mình giúp đỡ người ta, tại sao mình đưa những cái thước phim của họ lên cộng đồng mạng để mình kiếm view, kiếm tiền? Mình đưa hình ảnh của họ lên cộng đồng mạng á, thế giới ai cũng thấy, làm xấu hổ, làm nhục mạ cái quyền danh dự của họ trên cộng đồng mạng, và cộng đồng mạng sẽ bình luận và họ có thể bóc phốt bạn, chửi mắng bạn. Và bạn có thể bị mất cái danh dự tiếng tăm của bạn trên cái cộng đồng mạng, và rất là khó xin công ăn việc làm. Thì việc xin việc làm của bạn rất là khó khăn luôn, như là em Cường nè, rồi anh Quyền nè. Anh Quyền là cũng là một nạn nhân của hàng Cali đó. Thì lý do tại sao những người vô gia cư này đã biến mất khỏi cái nhà của hàng Cali hơn phân nửa các bạn. Nó cũng có lý do của nó, và nghe nói rằng là thằng Cali giúp đỡ cho họ đó. Rồi có giúp không? Họ vẫn còn nằm trong cái hoàn cảnh rất là nghèo khó, rất là khó khăn luôn, như anh Mía nè, anh Alice nè, anh Quyền nè, Sĩ nè, Hùng Lai nè. Họ có trở nên tốt hay không? Không có tốt các bạn, họ vẫn còn gặp những cái hoàn cảnh khó khăn vẫn còn đó. Trong vài năm á, 2-3 năm rồi á, họ có tiếng thân gì đâu có tốt lành gì đâu. Thì hàng Cali có rất là nhiều tiếng tăm trong cái trên cộng đồng mạng. Mình là một YouTuber, mình đại diện cho là một YouTuber giúp đỡ cho những người gặp những hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư. Nhưng mà đây là một cái việc mà làm việc của hàng Cali rất là tiếng tăm trên cộng đồng mạng. Thì mình đã có chia sẻ rất là nhiều video nói về vấn đề hàng Cali quay phim những người vô gia cư. Đây là cái quyền riêng tư của những người vô gia cư, không có nên quay phim họ đưa lên cộng đồng mạng để kiếm view, kiếm like và kiếm tiền. Nếu mình muốn giúp họ, mình làm từ thiện thì mình bỏ cái tâm ra mình giúp họ, nhưng mà đừng có đưa hình ảnh của họ lên.
vì đây là cái quyền riêng tư của những người vô gia cư. Và một mặt nữa là khi mình không thích họ rồi á, đừng có nên bóc phốt họ. Để làm gì các bạn? Để mình lấy cái view, để người ta tò mò, người ta vô, người ta xem. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là khi mà những người mà vô gia cư được những cái đồng tiền của mạnh thường quân á, họ gửi cho, thì đừng có nên giữ tiền của họ. Tại sao bạn phải giữ tiền của họ làm chi vậy? Để bạn có rảnh cái thời gian, bạn bạn có dịp để quay trở lại quay phim họ làm sao, hay là để kiếm view kiếm like nữa. Đó, nếu mà những người vô gia cư này á, được sự trợ giúp của mạnh thường quân thì đưa tiền cho họ đi, chứ giữ tiền của họ làm gì. Đưa họ chỉ khoảng có 100-200, còn nhiêu họ bạn giữ hết là không có đúng. Đó là cái việc làm không có đúng nha bạn. Bạn lợi dụng họ. Và cái việc mà hàng Cali nói rằng là giúp họ để cai nghiện á, cái nhà trên núi á, thì đây có phải là cái nhà cái trung tâm cai nghiện hay không? Mình nghĩ là không phải đâu bạn, không có đúng nghĩa. Bạn đưa họ lên cái nhà đó để cai nghiện làm chi vậy? Bạn đưa họ lên để quay phim. Và cái việc mà đưa họ lên cái nhà trên núi để cai nghiện là cũng không đúng nghĩa luôn, bất hợp pháp, không có giấy phép hành nghề đó. Rồi còn cái việc mà cho họ ở dưới tầng hầm đó, đó là tầng hầm nha bạn. Cái khí thải dưới đó rất là độc luôn, có thể giết người luôn á. Cũng có một số khán giả vô nói rằng là Chi Lê này nhiều chuyện quá, người ta ở dưới đó là tốt rồi, tại sao phải nói về cái khí này khí nọ. Những người bạn này á, là những người bạn ở Việt Nam không có hiểu về vấn đề cái luật lệ tại nước Mỹ các bạn. Cái khí mà ga đốt ở dưới tầng hầm đó rất là độc, nó thải ra một cái là các bạn chết ngộp, các bạn chết luôn á. Cái khí đó là không có mùi, không có vị, không có mùi vị gì á. Chất đó là gọi là chất carbon monoxide, CO các bạn. Đó, chất đó rất là độc luôn. Thì mình đã chia sẻ vào cái video đó trong cách đây cũng khoảng mấy ngày đó. Thì có vài khán giả vô nói rằng là Chi Lê không biết về vấn đề hàng của nhà của hàng Cali. Người ta ở người ta ở đó thì kệ cho người ta đi, là tại sao phải nói về vấn đề khí này khí nọ. Những người đó bạn, những người đó là những người sống ở Việt Nam không có hiểu về vấn đề cái những cái chất độc hại ở đất Mỹ bạn, và họ không có hiểu về vấn đề luật lệ. Cái tầng hầm á, bạn không thể nào ở được á nếu mà không có sự kiểm tra của inspection. Cái tầng hầm á, bạn không thể nào ở dưới đó được các bạn. Các bạn chỉ xuống đó sinh hoạt này nọ thôi, nhưng mà không có để không thể nào sống dưới đó được á nếu mà các bạn không có thấy cái sự an toàn của nó, nhất là những cái sensor để phân tích cái khí thải á, khí độc đó. Thì tầng hầm nó không có lối thoát, nó chỉ có một cổng vào hoặc là cổng ra thôi. Nếu mà không có sự kiểm soát của đội inspector có làm ảnh hưởng sức khỏe cho các bạn hay không, thì các bạn không nên ở dưới đó được đó. Bạn chỉ sinh hoạt xuống dưới đó làm để cái tầng hầm để chứa đồ thôi, chứ không có được ngủ dưới đó, cũng không được ở dưới đó đó, nó bất hợp pháp đó các bạn. Thì Chi Lê có chia sẻ rất là nhiều video nói về vấn đề cái việc làm của hàng Cali á, nó có rất là nhiều sai trái, sai phạm, không có đúng luật, cho nên Chi Lê mới ra những cái video để mình giúp sức khuyên hàng Cali làm lại, sửa lại những cái phần mình làm không có đúng. Thì đây là cái video mình nói về cái phiên tòa kế tiếp của hàng Cali vào tháng tới. Đây là cái sự hiểu biết của Chi Lê qua những cái kênh YouTuber khác mình nghe được. Mình không có biết rõ là ai là người thư kiện hàng Cali, và cái ngày tháng để mà họ ra tòa mình không có biết ngày tháng luôn nha. Chi Lê chỉ là cái người ngoài cuộc thôi, Chi Lê không phải là người trong cuộc. Có các bạn làm YouTube á, mà bị người ta thư kiện vậy làm YouTube làm chi các bạn? Bỏ luôn cái kênh, dẹp luôn cái kênh đó luôn đi. Và mình cũng nghe nói có một số người cũng đang muốn thư kiện hàng Cali đó, có một số nha. Có một số người đang muốn á, nhưng mà họ chưa có muốn làm thôi. Đó là những cái thời gian kế tiếp, và họ đang chuẩn bị, họ xem cái phiên tòa kế này ra sao, thì họ sẽ có thể làm và có thể không làm. Mình có nghe họ nói vậy đó. Cũng có một vài khán giả họ cũng muốn lên án hàng Cali đó, nhưng mà họ không có biết làm cách nào. Họ cũng có bình luận ở dưới vài cái video của Chi Lê, Chi Lê có xem được, nhưng mà Chi Lê không có biết là họ có nên làm hay không. Nhưng mà họ cũng đang chờ đợi cái tòa án kế tiếp của hàng Cali vào tháng tới. Ok bạn, đó là sự chia sẻ của Chi Lê bữa nay. Các bạn thấy video này hữu ích, hấp dẫn và
thú vị, hãy chia sẻ những nút like ủng hộ cho kênh của Chi Lê. Chi Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chi Lê TV, bye bye, xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.